Shot BK chơi đèn led xin chào các bạn. Như đã hứa với nhiều anh em, hôm nay mình xin hướng dẫn anh em làm mạch phát sinh chợ sáng L4. Mạch này mạch khá chuyên sâu các bạn nhé. Mạch này trên thị trường người ta không sâu, không chia sẻ cho các bạn đâu. Vì nhiều anh em trong nghề cũng khuyên mình không nên chia sẻ hướng dẫn anh em trên cộng đồng, chia sẻ công khai. Vì nhiều nơi người ta giấu nghề các bạn. Vì sao người ta phải giấu cái mạch này? Mạch này có ưu điểm là khi L4 có tắt ánh sáng thì tiến hành phát sinh vẫn bình thường các bạn, chi phí lại không tốn kém. Còn dùng cái mạch bình thường ngoài thị trường thì như công tắc còi ấy, thì khi nào L4 tắt thì anh em mới có thể phát sinh được, L4 sáng lại không phát sinh được. Đó, thì mình hiểu được cái nhiều khách hàng yêu cầu mình làm mạch này cho họ, cũng nhiều anh em làm nghề độ xe với lại nhiều người chưa biết, nên mình xin review mạch này cho anh em nào cần. Mạch sử dụng hai con dưa le 5 chân này các bạn. Đây là con thứ nhất, đây là con thứ hai. Dưa le 5 chân 12V các bạn nhé. Thì rồi, hai chân này dưa le 5 chân 12V thì có 5 chân này các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Hai chân đầu anh em nối chung với nhau và cấp vào nguồn 12. Điện nó sẽ chạy ra đây. Điện chạy ra đây. Rồi, khi điện chạy ra đây thì điện chạy ra đây và nó con này nó chưa được cấp điện các bạn, cho nên thằng này nó đóng đây và ra L4 làm L4 sáng. Khi anh em tiến hành ấn phát sinh ở đây, ấn phát sinh ở đây thì sao, thì cái chân điều khiển này này cấp dương sẵn rồi. Rồi, tiếp theo đến đây các bạn này, khi anh em ấn phát sinh này đóng, này đóng thì chân này được cấp dương sẵn. Khi các bạn, anh em ấn phát sinh ở đây, giờ lên chân điều khiển được cấp âm. Con dưa le này mà cứ âm dương được cấp thì nó chuyển từ thường mở sang thường đóng, thường đóng đây, thằng này nó chuyển sang thường mở bên này mà. Thì khi thằng này chuyển sang đây, này chuyển sang đây mà điện nó không có, cho nên thằng này đang sáng nó sẽ ngắt. Đây, L4 đang sáng mà lại bị ngắt đi, xong rồi lại nhả thằng này ra L4, thằng này nó đóng sang đây L4 sáng. Đấy, cứ đóng ngăn như thế L4 sẽ tạo nên hiện tượng đá đèn cho L4 các bạn. Còn khi công tắc tắt mở này mở anh em ạ, mở thằng này nó không được cấp nguồn thì nó nối ra đây các bạn nhé, nối ra đây, cho nên là bốn dương chưa được cấp, đúng không? Vì lúc này thì dương là bốn đang nối sang thằng này mà thằng này nó chưa có điện. Đây, đấy, thằng này nó chưa có điện. Còn khi anh em vẫn phát sinh ở đây, đó, khi anh em ấn phát sinh ở đây thì dưa le từ đây nó chuyển sang đây các bạn, mà chờ 12V sẵn như lúc nãy mình vừa phân tích ở đây rồi, cho nên đèn L4 sẽ sáng. Khi nhả ra đèn L4 lại tắt. Đấy, cho nên với sơ đồ mạch này thì bất kể khi thằng công tắc này có mở hay đóng thì các bạn ấn phát sinh này thì đều làm nháy đèn L4 được các bạn. Rất tiện lợi. Rồi, mọi thắc mắc anh em nào có khó khăn gì cần hỗ trợ thì cứ alo đến số của mình, shop Đức Ca 098 502 2495. Xin chào anh em, chúc anh em yêu xe, đam mê về xe có thể tự thiết kế cho mình được cái mạch này rất hữu ích khi các bạn lắp đèn chợ sáng. Hoặc những anh em nào mở quán độ xe chưa biết
thì có thể làm mạch đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, vì nó rất hữu ích các bạn ạ. Xin chào tất cả anh em.